Và các tiết mục nhảy tự hào giáo viên Việt Nam do cô giáo học sinh trường Trung học cơ sở Dân Gian biểu diễn. Và sau đây xin một tràng pháo tay thật nồng nhiệt, giòn giã hơn nữa để chào đón các thầy cô của trường Xuân Giang.